Nếu mà con trai mà muốn lấy vợ ấy thì phải có gì trong tay? Có tiền ạ. Tất nhiên là tiền của mình chứ không phải là tiền của bố mẹ ạ. Đúng. Còn gì trong tay nữa nào? Còn có em trong tay nữa. Nhưng mà trước khi có em trong tay thì phải có những cái gì chứ? Ngoài tiền ra. Cao to đẹp trai đấy. Cái điều cơ bản nhất để tán một người phụ nữ. Thế à? Thế làm sao để có thể có cái đấy? Không thể xấu tự nhiên thì mình có thể đẹp nhân tạo ạ. Trời đất ơi. Thế bây giờ cụ thể nữa thì như em nói tiền là bao nhiêu? Em không biết là các bạn còn cần bao nhiêu nhưng mà đối với em là không bao giờ là đủ ạ. Có thể là 9 con số hoặc là hơn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là vẫn phải là đủ để mà có thể lo được cho nửa kia của mình. Đúng không? Người ta không có một trong những cái đấy trong tay thì có được yêu không? Thì không sao ạ. Miễn là bạn trai ấy có sự phấn đấu, sự kiên trì ạ. Em tuyệt vời thế cơ mà. Không kiên trì được thì goodbye see you again ạ. Goodbye see you again ạ. Yếu tố nào thì đối với em là quan trọng nhất? Phẩm chất ạ. Tất nhiên là phải là một người đàn ông tốt, biết chăm lo gia đình và người phụ nữ của mình. Bây giờ mà trong quá trình đấy mà mình không thấy người ta có trong tay cái đấy là mình sẽ có biện pháp gì không? Dạ có ạ. Có gì không? Là một phát outing luôn ạ. Là một phát outing luôn ạ. Số dư trong tài khoản bao nhiêu thì đủ để cưới vợ? Em nghĩ là tầm 30 triệu. Em có thấy kiểu 30 triệu nó số khá là ít không? Em thấy nó cũng bình thường. Ví dụ mà em có 30 triệu thì em lúc mà đám cưới em sẽ làm gì? Dạ là chụp ảnh cưới. Chụp ảnh cưới à? Vậy bây giờ ví dụ muốn mở mâm ra cho gia đình ăn thì sao? Dạ gia đình em. Gia đình em sẽ lo. Dạ. Gia đình em khá giả không hay là vẫn kiểu ít nhiều gì cũng có dư? Dạ ít nhiều gì cũng có dư. Thật là vãi. Em mượn tiền gia đình bao nhiêu để có thể lo tiếp cái phần đó? Dạ 50 triệu. Chỉ cần kiểu người yêu em sẽ có khoảng 30 triệu và em sẽ sử dụng đó là đi chụp hình đám cưới. Dạ. Và các thứ để lưu lại kỷ niệm của hai đứa. Còn 50 triệu còn lại kiểu sẽ mở nhỏ nhỏ lẻ để cho gia đình dòng họ ăn uống tại nhà em à. Dạ. Một người đàn ông á, người ta phải muốn phấn đấu để người ta kiếm tiền nhiều hơn nữa thì em nghĩ người ta phải có những cái yếu tố gì? Dạ là có nghị lực, cầu tiến, ý chí, kiên trì, chăm chỉ. Kiểu hiện tại giờ em có người chưa? Em chưa. Chưa. Mà ví dụ mà sau này mà có người yêu á, mà kiểu người yêu em có những thứ đó nhưng mà người ta vẫn chưa gặp được may mắn trong công việc á, thì người ta chỉ cần có khoảng tầm 20-30 triệu để chụp ảnh cưới, không cần phải quá cầu kỳ hay là gì đâu. Em nói chung là em chỉ cần đơn giản thôi là được, là hạnh phúc thôi là được. Em tuyệt vời thế cơ mà. Em thích tình yêu đơn giản mà hạnh phúc. Dạ đúng rồi. Và sẽ cùng nhau cố gắng để lấy thành công đúng không? Dạ. Ok, anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Con trai số dư trong tài khoản bao nhiêu thì đủ để cưới vợ? Theo mình là tùy yêu cầu của bạn nữ. Yêu cầu bạn như nào? Mình thì bây giờ chưa xác định được yêu cầu cụ thể. Bạn cho mình con số khoảng khoảng thôi. Khoảng thì chắc cỡ cho mình là 9 số 0. Really nigga. Chính là... như mà con số đầu tiên của 9 số 0 thì số 5 đi cho đẹp. À số 5 đi cho đẹp là khoảng 500 triệu. Khoan. Đúng không? 9 số là 500 triệu đúng không? Số là tỷ, 6 số là triệu. À, xin lỗi, lỗi à. Hồi đó đang học toán cô giáo ba bụng. Gì má em ơi. Ok, là 5 tỷ. Bây giờ một người đàn ông như thế nào thì người ta mới có được cái số 5 tỷ đó? Trong mơ nha. Trong mơ nha. Ừ nhà em đó. Đó giờ bạn có gặp được một người đàn ông nào đó kiểu ok với bạn không? Có một cái mức dư khủng á. Người đàn ông ok với mình thì hiện tại thì mình đã gặp được. Nhưng mà số dư khủng như vậy thì chưa có. Chưa có. Là anh ấy chỉ có thiếu bao nhiêu? Thiếu thì chắc khoảng cũng 9 số 0. Chắc khoảng cũng 9 số 0. Bây giờ một người đàn ông phải như thế nào người ta mới có thể kiếm được số dư 5 tỷ như thế theo bạn nghĩ? Nằm mơ với tôi. Nằm mơ với tôi. Kiểu mình thực tế hả? À đúng rồi, mình thực tế chỉ trong tâm mơ, trong mơ hoài. Nhưng mà thực tế thì vẫn là mơ mới có chứ giờ làm gì có 5 tỷ như thế. Thôi bây giờ là kiểu như là một người chủ tịch đi hoặc là một người giám đốc nào đó đi, bên trong người ta phải cần có cái sự gì đó kiểu nỗ lực này bla 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 các thứ để người ta kiếm mình 5 tỷ đó. Hỏi người ta chứ tôi có phải đâu người ta đâu mà tôi biết. Hỏi người ta chứ tôi có phải đâu người ta đâu mà tôi biết. Số dư tài khoản của con trai thì bao nhiêu để đủ cưới vợ? Ví dụ thôi nha em, chỉ ví dụ thôi nha. Bao nhiêu? 100 triệu ạ. 100 triệu. Con em sao? 100 triệu hơi ít thế. Quan trọng là yêu thương. Quan trọng là yêu thôi. Quan trọng là yêu thương thôi á. Bây giờ nhá, một mâm bây giờ 10 người nha, mà một bàn vậy hết 3 triệu rồi. Giờ 100 triệu đủ không? Nhắm đủ không? Em thích đám cưới gì ta, cây nhà lá vườn hay sao ở nhà hàng? Hay ra biển luôn? Hay vô rừng? Vô rừng đi. Vô rừng đi. What? Vô rừng để làm gì? Chơi với khỉ. Chơi với khỉ á. Bây giờ bạn này 100 triệu thì theo em là bao nhiêu là đủ? Chắc tầm một tỷ. Một tỷ á. Ok, 1 tỷ thì em nghĩ là được bao nhiêu bạn? Chắc 100 bạn không? 100 bạn. Bạn em đông gì luôn à? Không, dòng họ thôi anh. Với lại người yêu cũ nhiều. Với lại người yêu cũ nhiều. Được.
Người cũ. Bây giờ bao nhiêu mâm cho người cũ rồi? Một mâm thì 10 người. Bao nhiêu mâm dành cho người cũ? Chắc 20 mâm anh. Ủa người ơi. Nữ luôn. Cả trai cả gái luôn. Em chưa ta lại luôn. Hai hệ hả? Ước gì đừng hôn cá nha. Không có đâu. Giác người cũ về để đám cưới còn em sao? Không, em chưa quen ai hết á. Cái gì? Con chín anh. Ừ. Tiếc chắc. Chưa quen ai? Chưa quen ai hết. Đó giờ có thích ai không ai tán luôn hả? Không ai tán hết tại vì xấu quá. Anh kiếm ai dùng em một người nha. Chi vậy? Có người yêu chứ sao? Ế quá. Đấy rồi bây giờ 24 năm rồi. Bây giờ mẫu người yêu lý tưởng của em người như nào? Ai biết được những người đang xem clip này người ta chỉ thấy... Chỉ cần thấy, em chỉ cần thấy hợp là được rồi. Thấy hợp là được. Phải sạch sẽ. Nói chung là sạch sẽ thôi. Quan trọng là yêu thương mình được. Yêu thương em có gu, em không có gu. Có gu à? Dạ em có người yêu chưa? Chưa. Dạ em cũng có gu. Không luôn. Em thích quen trai hay quen gái? Em hả? Đa hệ anh. Thôi cuối cùng thì mình cũng phải quen một người thôi. Chắc quen gái anh. Ừ. Con gái là chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, con trai cũng vậy. Chỉ có con trai mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Vậy anh cũng là con trai luôn hả? Không, anh là con gái. Ok, mình cảm ơn hai bạn nhiều nha. Chúc hai bạn chơi vậy nha. Con trai lưng bao nhiêu trong tài khoản thì có thể làm đám cưới? Em nghĩ là 1 tỷ đấy. 1 tỷ đãi từ bao nhiêu bạn? 500 đến 700 bạn. À, khoảng 50 đến 70 bạn. 500 đến 700 bạn luôn hả? Năm trăm. Có mời người cũ lên không? Người yêu cũ chắc một mâm á. Gì? Người một mâm á? Là 10 người á? Em được có một người yêu cũ à? Một người yêu cũ mà cháu ngồi nguyên mâm luôn. Nguyên một mâm cháu mình nó ngồi. Mà tương lai cho biết mà. Ví dụ cơ duyên đó tự nhiên em với người yêu cũ em làm lành xong đám cưới thì sao? Mà cưới có 50 triệu giờ sao? 50 thì mình cưới ít theo kiểu 50 thôi anh. Kiểu không có làm sang. Nhắm nhắm không phải 50 thôi. Thì tại bây giờ em có người vậy? Em chưa. Em đó giờ có một người yêu cũ rồi. Có người yêu cũ nhưng không yêu. Có người yêu cũ hả? À? Đó giờ mặt bao nhiêu người? Mập mờ em không có, em không có mập mờ. Sao bạn em cười quá thế, bao nhiêu? Em có thể nào bóp bóp bạn em đây à, được không? Sương sương cũng 20-30 rồi à. 20-30 rồi à. Tình giữa anh em có chắc bền lâu. Thì đó là người ta tán nhưng mà không phải mập mờ. Hết phép rồi em ơi. Đối với em chưa phải là mập mờ ấy, chỉ là con nhát thôi. Là đối với em chưa phải là mập mờ nhưng mà ta có tình cảm với em thì sao? Chết chết. Mình không có. Nhưng mình không có hả? Theo em thì sao? Bạn em tỷ á, em mới chơi hơn bạn em 5 tỷ. Dạ tấp tầm đấy thôi ạ. Tầm đấy à? Lý tưởng thôi để lo được cho tương lai sau này đồ lung la thôi. Có mời người cũ không? Dạ em có người cũ. Nhiều không? Đấy. Nó không có tại đây. Không có thật á? Chưa có crush luôn. Chưa có crush luôn. Nói về không tính ai không yêu ai luôn. Tại sao vậy? Đương nhiên là chắc chắn 100% là đã có người từng thích em. Phải có người đó đúng không? Có nhiều người thích nhưng mà tỉnh á. Không mở lòng. Không mở lòng cho người ta. Vậy mà biết đám cưới à? Đó giờ chưa yêu ai, chưa quen ai biết tầm tỷ được đám cưới. Lần sau. Ok, anh cảm ơn hai em nhiều nha. Con trai số dư bao nhiêu là đủ chứ vợ? Mình nghĩ là tầm 500 triệu. Mình nghĩ không bao nhiêu là đủ chứ. 10 tỷ cũng đủ luôn. Không chắc tầm đó là được. Tầm 10 tỷ luôn hả? Đúng rồi. Bạn muốn đám cưới đâu? Đám cưới bạn ở trên vũ trụ hay sao? Đám cưới chỗ nào? 10 tỷ lận á. Chắc cũng phải là ở vũ trụ. Tôi thích mấy cái mà... mấy cái chồng sao sáng sáng đó à. Ôi bạn ơi. Cung này cung kia chiếu chiếu qua chiếu lại nhau đúng không? Đúng rồi. Đang có 500 triệu à. Bà tận 10 tỷ. Ví dụ 10 tỷ bạn muốn mở bao nhiêu bàn? 500. 500 bàn. Tính ra bạn bè với gia đình bạn cũng đông phết nhỉ. Đúng rồi bạn. Rồi bạn sao mở bài bao nhiêu bàn? Thì cũng tầm 500. Có mời người cũ lên không? Có chứ. Mời bao nhiêu người? Cũng không nhớ nữa. Nhiều quá không nhớ hay sao? Đó giờ chơi chung á thì mình đoán được người cũ của bạn này khoảng bao nhiêu người? Không, chắc dưới 10 thôi. Ví dụ mà cần kiểu đám cưới xong mà ngoài cần tiền ra người ta phải cần gì nữa không? Cần nhà, cần xe này kia, các thứ nữa không? Có cũng tốt. À, rồi có thì tốt. Đúng rồi. Bạn sao? Mình nghĩ là chắc chắn là phải có rồi. Chắc chắn phải có luôn. Ok, mình cảm ơn hai bạn nhiều nha. Con trai số dư bao nhiêu thì đủ cưới vợ? Chắc 1-2 tỷ đi. Trên 1-2 tỷ. Còn bạn sao? Chắc cũng 3-4 tỷ. Vãi đại. Đúng rồi, phải mua nhà, phải có nhà riêng nữa. Bao nhiêu lầu? 2-3 lầu thôi. Bạn muốn nhà mấy lầu? Một trệt một lầu một sân thượng. Ví dụ là xe thì sao? Xe quay được không? Không. Mình thích đi Tây Ga, Vespa. Vespa hả? Còn bạn sao? Chiếc mẹt. Chiếc mẹt. Người ta muốn cưới bạn nhưng mà số dư tài khoản người ta vẫn chưa đủ thì có chờ được không? Mình cũng không biết nữa. Bây giờ 3-4 tỷ thì được bao nhiêu bạn? Bạn đám cưới hả? À, đúng rồi, đám cưới. 200 bạn. Giữ im á. Có mời người yêu cũ lên không? Không. Sao không có người yêu cũ đâu? Không có người yêu cũ. Ừ. Bạn có không?
không? Là đó giờ chưa có mối tình nào xét vai. Có 10 mối tình rồi. Làm sao vậy? Ví dụ mà 10 anh ấy thì có cho mấy anh ấy chung mâm không? Ngồi chung mâm độ để anh em tâm sự rồi. Ý là giờ không có quen biết gì nữa. Tại vì mấy người đó... Cái lúc mà quen là mấy người đó cấp 2, giờ cũng không nhớ mặt nữa. Con trai số dư trong tài khoản bao nhiêu đủ để cưới vợ? Thì... càng nhiều thì càng tốt với anh chứ em cũng không biết. Thế à? Có tao giờ đi đám cưới bao giờ chưa? Dạ rồi. Thì em nghĩ là tất cả chầu đó thì người ta phải chi ra khoảng bao nhiêu đó. Thì em muốn là khoảng mình đám cưới thì khoảng nhiều. Em nghĩ chắc trên 600 triệu. Ví dụ như mà em mở thì em mở khoảng bao nhiêu bàn? Cho là một bàn là 10 người đi. Thì một bàn tầm 17 củ thì... ba mấy bàn, 40. Ba mấy bàn hả? Ví dụ em mở xong á thì em có mời người cũ em lên không? Dạ không ạ. Sao ạ? Tại vì em không thích. Ví dụ mà bắt buộc phải mời người cũ á thì em mời bao nhiêu người? Dạ trước giờ em quen có 3 người anh cho nên không gọi là nhiều đâu. Ví dụ mà để có được số dư 600 triệu để lấy vợ thì em nghĩ người ta phải cần để làm gì để có thể có số dư đó để người ta lấy vợ? Có công việc làm ổn định, có ý chí, có tri thức. Em thích một người đàn ông như nào? Như bồ em. Như bồ em mà bồ em là người như nào? Biết phấn đấu anh. Biết phấn đấu. Dạ. Đẹp trai. Đúng rồi. Có gì nữa không? Có điều kiện xíu. Ok, anh cảm ơn em nhiều nha. Con trai số dư trong tài khoản bao nhiêu để có thể cưới vợ? Em nghĩ chắc cỡ 500 là đủ. 500 ngàn á? Ít vậy? 500 triệu á anh. 500 triệu à? Em thích đám cưới đâu? Trong nhà hàng hay là cây nhà lá vườn? Dạ, cây nhà lá vườn thôi. Cây nhà lá vườn à? Vô rừng cưới được không? Chết cha bây giờ. Dạ không, trong rừng nó cây cối tùm lắm. Vậy nếu như mà đám cưới á thì em có mời người cũ lên không? Vậy chắc không đâu anh. Sao vậy? Cho mấy anh ấy nhìn em hạnh phúc chứ. Tại vì chia tay nó ra là em đã hạnh phúc rồi. Khỏi cần nó. Chia tay ra là em đã hạnh phúc rồi. Dạ. Vậy bây giờ ví dụ một mâm thì bao nhiêu người yêu cũ em có thể đủ ngồi đó? Một mâm không? 10 người? Chắc không tới đâu anh. Chứ bao nhiêu? Nếu mà tính quen lâu thì có 3 người thôi. 3 người cũ? Chơi có 3 đứa ngồi chung mâm, ăn uống nói chuyện nhau tâm sự rồi. Ok, anh cảm ơn nhiều nha. Con trai số dư bao nhiêu trong tài khoản thì để có thể lấy vợ? 500 triệu à? 500 triệu thì đối với em kiểu mở được bao nhiêu bàn? Em cũng không có làm. Ủa? Em có mời người cũ của em lên dự không? Dạ hai chắc là không. Một mâm khoảng là 10 người ngồi. Vậy bây giờ ví dụ người cũ của em đủ 10 người đó không? Không, không đủ đâu. Không đủ rồi, bao nhiêu? Bao nhiêu anh? Hồi nhỏ có quen nhưng mà giờ không có quen. Hồi nhỏ có quen à? Em hiện tại em sinh năm bao nhiêu? Dạ em 2K7. 2K7 em tên là gì? Dạ em tên Ý. Vậy hồi nhỏ em quen, lớn lên không quen ai? Dạ. Sao hả? Em gặp một anh nào đó, anh nào ấy tồi với em à? Bây giờ mẫu người lý tưởng em là một người như nào? Em cứ nói gu của em. Hơi trưởng thành một xíu. Trưởng thành một xíu à? Trưởng thành là được. Trưởng thành là được, thì anh cũng trưởng thành nè. Bây giờ anh yêu em được không? Mơ đây bà hú. Nếu mà em nói vậy anh yêu em được đúng không? Ok, cảm ơn em nhiều nha. Chúc anh chơi vậy nha.